Thưa quý vị, phát biểu tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 diễn ra hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo đối với luật đất đai sửa đổi cần xây dựng thận trọng, kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của nhân dân phù hợp với thực tiễn. Theo đó, đối với dự án luật đất đai sửa đổi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng đây là dự án luật có nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, có tác động sâu rộng. Do đó, cần phải tiếp thu tối đa những ý kiến trong số hơn 12 triệu lượt ý kiến đóng góp của nhân dân. Xin ý kiến của nhân dân thì mình phải tiếp thu tối đa cái ý kiến của nhân dân mà nó phù hợp với tình hình, phù hợp với thực tiễn. Thế còn cái nào mà chưa thấy tiếp thu được thì cũng đề nghị là các ông chí cũng có cái chuẩn bị cái giải trình, cái báo cáo, rồi có cái cách thông báo cho nó phù hợp với cái tình hình để người dân thấy là mình cũng cầu thị, khiêm tốn và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Và cái gì chưa được thì báo cáo lại nhân dân, theo một cái hình thức nó phù hợp, nó hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình chỉnh lý dự thảo luật phải hướng tới phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai, phục vụ phát triển, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao khả năng thực thi của cấp dưới, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tránh phiền hà, chi phí không đáng có.